Xin chào bà con nha. Sáng nay trại Út vừa nở 15.000 con cúc nè. Bây giờ thì Út đang chuẩn bị đi đem ra các cái chành xe để Út vận chuyển cho các xe đò vận chuyển đi các tỉnh cho mọi người á. Nhưng mà ở những cái tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An đổ ra miền Bắc, Lào Cai, Bát Sát đổ thì trại Út không có vận chuyển cúc ở đó được nha mọi người, mặc dù rất nhiều anh em ở ngoài đó cần. Nhưng mà nếu mà anh em cần thì có thể là gọi điện vô số điện thoại là 0976629090 để Út có thể giới thiệu cho mọi người mấy cái trại cúc mà Út quen biết ở ngoài khu vực miền Bắc đó ha, mọi người mua cho nó dễ, con cúc cho nó khỏe. Còn trại Út chỉ vận chuyển từ miền Trung đổ vô thôi mọi người, miền Tây, Cà Mau, Đà Lạt thì những cái vị trí đó Út đều vận chuyển được, và Út sẽ đảm bảo cái con cúc giống khi mà Út nhận bất kỳ cái đơn hàng nào của bà con rồi ha. Cho nên là bà con cứ yên tâm, tại vì nhiều khi bà con mới lần đầu nuôi á, cứ nghĩ là con cúc nó phải cỡ chừng 5 ngày, 10 ngày thì nó mới khỏe mạnh, về mình nuôi ít ha hụt. Nhưng mà thực tế khi mọi người nuôi cái con mà mới nở ra nó khô lông như thế này á, thì cái vận chuyển đi xa 16, 17 tiếng qua đêm, Út vận chuyển đi tới Gia Lai nè, Đà Lạt, Cà Mau qua đêm nó vẫn khỏe mạnh bình thường mọi người. Nó hơi mà chút xíu mình cho uống nước thì nó khỏe thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Với lại là cũng có một vài anh chị muốn mua 100-200 con thì trại Út không có vận chuyển được nha mọi người. Ít nhất là một hộp giống như này là 350 con, và Út tặng thêm 15 con để bù trừ hao hụt. Cho nên là mỗi lần mà vận chuyển đi ra chỗ nhà xe để gửi xe đợi 2-3 tiếng đồng hồ rất là khó. Cho nên là ít nhất là 350 con thì trại Út mới gửi đi nha. Bà con thông cảm dùng trại Út ha. Với lại là cách đây 2 tuần trước thì có một cái anh đó, anh gọi anh đặt cúc Út là 350 con. Sao Út nói là chuyển khoản rồi Út mới gửi đi được. Thì nguyên tắc làm việc ở bên trại Út là tất cả những cái con giống mà còn sống thì Út đều nhận tiền trước khi mà vận chuyển giống đi mọi người. Mọi người cứ yên tâm là trại Út đã được định vị trên Google, kiểm lâm người ta định vị đàng hoàng, với lại là có Zalo, kênh YouTube cũng như là fanpage hay là số điện thoại. Thì mọi người cứ yên tâm ha. Chứ còn mà làm ăn mà gian lận thì cũng không có bền vững được đâu mọi người. Cho nên là Út muốn chia sẻ như vậy. Nếu như mà trong quá trình vận chuyển mà bị hao hụt á, thì Út sẽ chuyển khoản ngay lập tức trả lại mọi người cái phần đó. Cho nên là bà con mình yên tâm nha. Nếu như mọi người quan tâm tới những video Út chia sẻ thì mọi người có thể nhấn vào nút like cũng như là bấm vào nút đăng ký để mới nhận được những video mà Út post lên hàng ngày á mọi người. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để trò chuyện với Út cùng nhiều hơn nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye mọi người.